Keep a sharp blade and a tender heart. Dragon and Slayer have appeared! Ooh! Kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua thì hãy ghé thử shop bunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ặt vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con. Điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Phê quá rồi. Phạm gì vậy tao không nổi. Rồi tôi phạm tiếp đi. Cứ để không em không có tóc biến nè. Chiêu 2 cũng có nâng. Vô bát nhẹ cái bùa. Rồi nhìn điểu cái bùa xanh đó rồi. Lữ bố với ca hí nó bay vô nó đập. Thì lấy cái quần đùi gì chạy ha bà con. Rồi cái chén cơm đầu nó hiện lên nữa. Đồng bọn nó lại nhìn điểu em mà tội nghiệp em đúng không. Nhưng mà anh Lữ bố ơi, anh làm gì chồng vậy anh. Ơi Phạm hả, cho Phạm ké với nè. Rồi cảm ơn nhiều nha. Vui vẻ ông bạo nha. Ê có siêu hồi máu nha. Có bộc phá đó nha. Ngon không ra đây solo đã. Trời ơi, chơi luôn á nha. Có sợ mày đâu nha, chấp cái trụ luôn á. Ừ ơi làm gì vậy. Nè ngon không ra bát tử cái coi nè. Ngon bảnh ra đây. Chấp bao nhiêu đây máu luôn á. Trời ơi đừng nói ra thiệt nha ông nội. Thôi nha, thôi nè, thôi. Rồi xong. Mày tới một chuyện mày rồi. Dây ga nó xuống kìa. Chiều 2 sắp có nha. Chiều 1 thì đã có nè. Anh Lữ bố này thấy anh tánh nóng lắm. Ôi thôi nha. Rồi, thôi rồi, mày nó. Trời ơi trai. Cảm ơn Lữ Bố nha. Chịu có hợp tác cùng với em. Cảm ơn Gia Ga nha. Rồi chạy tét te từ VIP xuống đây. Hỗ trợ cho mình nữa bà con. Bè đỡ. Trời ơi mới vô mà ta nói. Nó phe mà nó đẻ mà. Nó phe đẻ đẻ anh phe thì thôi nhé luôn ha bà con nha. Thôi bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua bên đi nè. Hồi nãy giờ chơi game chưa có chào bà con nha. Ấy cho nên là bây giờ là hú le Ekipan đi. À nha anh xì ô. Sao anh đi cặp. Welcome to my channel. Chờ néo funny ghém mình tì gì của em nha. Ở thì bà con có biết đây là cái vị tướng cũng như là cái xì kinh gì không? Một cái vị tướng mà lên đấu sĩ nha. Đúng không anh Lữ Bố? Đúng không? Đúng thì bây giờ thì anh rớt này đến từ vị trí của anh Lubu. Ủa anh Lữ Bố. Của anh Lữ Bố nha. Trời ơi sao mạnh dữ vậy nè. Chắc là nãy ảnh thọt đó. Anh chết mạng rồi. Cái bây giờ ảnh thọt đó. Với lại mình có thêm vàng mà. Nhưng bà con ơi, khi mà chúng ta cầm cái vị tướng Alen này, bất kể là cái skin nào của Alen nha, nhớ nha. Ê gì vậy anh trai. Thì khi mà đối đầu với lại Lữ Bố á, ở lên con khỉ này, bà con nhớ shop đầu tiên chịu khó bỏ những cái trang bị kia ra lên cho mình, đó chính là cái cây đao mà để cho giảm cái sự hút máu và hồi máu nó lại nha bà con. Thì mình solo lên mới lợi nữa, chứ không nó bật chiêu cuối lên nó hút máu đánh đâu có lợi nữa. Chạy đi bạn ơi. Trời ơi rồi xong rồi, chạy được không? Kẻ chạy đi đừng quay xe lại, chạy luôn đi. Trời ơi. Đi về đi anh Bay Nè ơi. Anh đừng nói anh lụm luôn bùa đỏ của người ta nha. Em đã phát hiện anh Lữ Bố và anh Bay Nè đã bày mưu tính kế bài binh bố trận, chuẩn bị bay vô trụ tán cho cái bản mặt của em. Em biết được điều này. Em đâu có lên, em đâu có để mà nó lụm em được. Không nha bà con, em sẽ lùi lùi lại xíu. Nó mà vô một cái em cấm động chạy này chứ chuyện đâu căng trời. Trời tức là quất, tức là chơi, tức là đập, tức là xuống xác. Mà chơi không lại em cấm đầu em chạy à. Em tự giác lắm nha bà con. Nhưng mà bây giờ em có chiêu cuối nè. Em bay thẳng bản mặt Lữ Bố luôn. Gớt xuống cái bắt đầu bọc quá mọi người. Bọc quá đi vô không khí luôn. Nhưng không sao ha. Có chiêu một rồi tan. Tan luôn à. Nó tan em luôn nha bà con. Ừ ơi luôn á ta ơi. Mất cái chiêu cuối mà phụ đam được cho đồng bọn là cũng mừng rồi. Rồi ha, bút cái bọc phá một cái là không kịp ha. Là ra đây có chiêu một và hất tung lên. Em suy nghĩ là vậy đó bà con. Bị gì sao? Bị gì khi mà cái con Alen này bà con cũng đều biết rồi. Khi mà chúng ta đánh thường tới cái gọi là cái ống nội tại dưới mà từ đòn thứ 3, thứ 4 trở lên là bắt đầu dùng chiêu một là hất tung nha. Và sau đó là một cái lượng đam trà bá lửa luôn bà con. Và hút máu, hồi máu gì nữa đó. Mình nhớ mãi mãi là như vậy đúng không bà con?
đó, cho nên là nãy mình mới ra mình chơi bấy với nó chứ không ông mới cha gì mình ra chị bà con. Tại vì mình thấy đồng bọn mình bị quánh phải không, bị quánh rồi cái mình mới dí theo, mình quánh nó, mình ăn thua đủ nó, mình trả thù cho đồng bọn mình các bạn. Mình tiếc quá các bạn. Không sao ha, thì thôi gì đâu căng, mà mình nói thiệt các bạn chứ chơi game mà mình thấy đồng bọn mình nó đang quánh lộn mà mình đang gần ở đó thì mình cũng nên sắp sắp vô phải không, để làm chi, để mình phụ đồng bọn của mình. Mình cô dơ được gì mình cô dơ, đúng không? Chứ để không mình đứng mình nhìn đẻo, không lỡ nó quánh đồng bọn mình chết rồi sao, lúc đó là mình không phải là người đồng bọn chân chính và có tâm nha bà con. Nó là như vậy. Bây giờ bỏ chuyện đó qua bên đi ha, chúng ta đừng nên nói về vấn đề đó nữa, má công nhột lỗ mũi lắm mấy cha. Ok con về, thôi bây giờ chúng ta sẽ bằng cái giống quần đùi tiếp theo thì cái trận đấu này nó mới âu sồn cơ nè bà con cô bác ơi. Một cái câu nói rất chi là nói hoài đến từ vị trí của tính báo bà con á. Trời ơi gì nữa đây, trời ơi mấy anh trai hổ báo vậy. Trời ơi em đầy đủ skill nha, em muốn cử kiên gì mà anh đâu nha. Chơi mày luôn á, chơi mày luôn á, chơi mày luôn, lụm mày luôn, chơi mày luôn, bóp tay mày luôn, xúc mày luôn à, gừng chạy luôn á. Gừng còn chiếu cuối á gừng ơi. Ở trên đầu còn chấm xanh kìa trời. Chạy rồi mà nhiếm ra. Như nãy mình nhớ không lầm là nó có kêu cái gì đổi len hay sao á, mà hình như mình quên đó các bạn, mình quên á. Trời ơi thiệt luôn á, báo không luôn bà con. Ui mà thôi giờ chúng ta bỏ cái chuyện này qua một bên đi bà con. Bà con có biết đây là cái skin gì của vị tướng à, nhớ rồi, Alan. Còn cái skin thì em không nhớ tên nha bà con, em nói thiệt. Bị gì sao, bị gì em cũng chưa có nhìn là đây là cái skin gì nữa, mà em đã vô tình nha, vô tình em lướt YouTube đó rồi cái em thấy Nhiễm up clip đúng không, cái em mới hỏi nó, nó hỏi nó xong cái em mạnh dạn em mượn ngặt luôn mà cái em làm clip cho bà con coi, bà con qua kênh Nhiễm Gaming TV á bà con coi, phải nó làm clip về chị kinh này là cái ạt này luôn không nó, em thấy vậy em mới mượn đó bà con, với lại gà gán đợt này cũng không có tặng em nữa, em khổ quá mà. Chứ không là đầu clip ngày hôm nay là sẽ có gà gán tặng, gà gán tặng ta tặng giùm cái luôn đó bà con. Tiếc quá. Nhưng mà thôi, công nhận mà nói cái skin này nó quá đẹp đi, thật sự luôn, nó đẹp cực kỳ luôn á các bạn. Mà theo như mình được biết thì ai mua điện thoại không, điện thoại iPhone giá rẻ, giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi Shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mua điện thoại tặng cái bịch. Cái vị tướng Alan này nè, nó đã có rất là nhiều cái skin rồi mà đẹp không nha. Kirito đó bà con nhớ không? Đó, nhà ngày hôm nay thêm cái skin này nữa, cái hiệu ứng biến về cực kỳ đẹp nha. Nó leo lên bản tên ngồi luôn bà con. Ngồi trên đầu trên cổ bản tên luôn mà. Rồi thôi, bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua bên đi, khen như đó đủ rồi. Để khen nhiều quá mất công lắm bà con ha. Bây giờ thì bà con thấy đó, tem của em đang giết được 15 mạng và tem bên kia giết được 12 mạng. Và bây giờ đàn lính của em đang lên rất là cao nha. Ở dưới kia đàn lính đang chạy lên, ngoài mít đàn lính cũng đang chạy lên luôn. Và bây giờ thì sắp có một vụ quánh ghen cà long thần trưởng tại khu vực này rồi nè. Em biết được điều đó, em tích điểm nội tại nè. Sau đó nè em tán bắn mặt Omen, kia em nhìn em chạy. Đó, sau đó tem em chạy lên bắt đầu em dí ngược nó lại ha. Rồi xong rồi, cái bắt đầu em lấy chiêu cuối nè, em chụp vô cái đầu của cà phê ní. Em gớt xuống tán không chịu phát nào, em tán luôn kia, em ăn ngồi hai mạng bà con. Tem em chắc dở nhìn đểu em lắm á, nhưng mà nhìn đểu cái quần đồ gì. Vô cơm bát nào nhánh thì đó lụm. Bà con á, cái nhìn đểu chi không. Đó, và bây giờ em thấy à, em ăn hôi hai mạng thì bây giờ em quá kỳ cục kẹo rồi, cho nên là thôi bây giờ em sẽ tự giác em ăn con gồng này luôn, để chi em mang lợi thế gì cho tem của em. Và cũng như em lấy cái lượng vàng kinh nghiệm gì cho tem của em. Và đặc biệt em sẽ lụm luôn cái bùa con rồng để mang lợi cho tem của em. Bây giờ tem của em nó đang tầm 5, tầm 7 ăn con tè thần dưới kia nữa. Mà bây giờ có thêm cái bùa con rồng nữa bà con nghĩ đi. Bây giờ chúng ta có thể kết thúc trận đấu luôn rồi đó. Đi ngủ đi ha bà con, không có đâu. Ăn con rồng với con tè thần phải là cha là mẹ rồi. Kết thúc trận đấu của ta ở tầm phút này. Nhưng mà phan nha. Dạ ghê ơi, ôi dạ ghê ơi, lên phụ cái ông cố nội ơi, hết máu. Đậu bắp thiệt chứ. Ui, chết không vậy? Trời ơi thiệt chứ, chưa bao giờ em ăn xong gồng mà em mừng như vậy luôn á bà con. Nói thiệt chứ, gồng mà nãy nó gặn nó vố thêm cái nữa ha. Rồi hỏi sao mà đậu bắp nó vài chục giây nữa, cái bản mặt em có tại tới đàn nữa bà con. Khổ quá mà. Chắc là bà con ở ngoài bà con cũng hồi hộp đúng không? Với lại bà con cũng sẽ mong lắm, gồng cũng sẽ đấm vô bản mặt em. Chứ rớt lại. Trời ơi bà con ơi, đừng có vậy mà. U là trời.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào vấn đề trận đấu nha. Tem của em sắp cơm bát nữa rồi. Bây giờ chiều cuối chúng ta cũng đã có và bộc phá chiêu 2 chiêu 1 đầy đủ nha. Siêu hồi máu cũng sắp hồi rồi. Chơi mấy thôi mấy đứa ơi. Thôi bỏ đi, nãy chết chỗ đó đó. Ê, rồi chạy chạy. Trời đất ơi, làm tốn bộc phá được rồi. Cũng tại anh Lữ Bố này không à. Không có ảnh là chắc là bây giờ là mình sắp lên được cây nanh rồi đó bà cô. Là cái lượng đam của mình là nó chào bá lửa luôn á. Là đụng thằng nào là em đập thằng đó luôn á bà cô. Đậu bắp đó thiệt chứ có ảnh là bị tốn cái món đồ bà cô. Mà không lên là không có được nha. Gặp Lữ Bố mà cầm con Alen thì lên con khỉ mà bà con không chịu khó lên cái đau đó ha. Nó hút máu mà còn quánh không lại ở đâu. Không có ao bờ nhây nó được đâu. Không phải riêng Lữ Bố nữa nha các bạn. Những cái vị tướng nào á mà bà con cầm Alen này đi lên con khỉ như Gucci nè, Quy nè, Athua nè đó. Mấy tướng tướng đâu. Mấy tướng chứ mấy tướng nha. Mấy tướng đó mà bà con không lên cái đau là chịu nổi đâu. Nó hút máu mà còn quánh không lại nữa đâu. Nhớ nha, rất là quan trọng nữa nha bà con. Còn về cái vị tướng Alen này nó khó chơi hay không á thì mình thấy là không có khó đâu. Sao khó bằng bé bốn được. Vị tướng này nó bình thường bà con, dễ lắm. Bà con nhớ giùm mình là cứ đòn đánh thường thứ ba của bà con đó, nó có cái nấc ở dưới á. Cứ từ thứ ba tư trở lên dùng chiêu một là cực kỳ mạnh luôn. Hất tung người ta, hồi máu hút máu gì đó mình không nhớ. Hút hay hồi thì cũng nhớ luôn. Nhưng mà nói chung là mạnh dữ lắm, đam bự lắm. Còn chiêu hai là chụp nó lại làm choáng nó, không vai choáng mà kiểu như dịnh nó lại không cho nó di chuyển á. Chiêu cuối gớt xuống cái đúng cầu cái lượng đam chào bá lửa luôn. Bà con nhớ kết hợp những vị tướng đâu mà bay vô nữa. À chẳng hạn như những pha nè, dụ nó sóc đam không cái đồng bay lên nè, đâu có dính đam đâu mà có không. Trời ơi, cái vị tướng này mở combat thì bà đỡ luôn. Bà con thấy cái vị tướng này có mạnh hay không? Nếu như mà nói sao nha, đâu băng trụ kìa, lụm tối. Trời ơi, có người băng trụ ngu diễm vô. Ê ơ kìa, ủa làm sao một đùi kia vô trước mà em vô sau mà. Trụ này chắc trụ ghim mấy rồi bà con ơi. Nó bắn ít quá ha, nó bắn có 4179 nè, nó bắn có nhiều. À, nếu như mà nãy giờ bà con xem clip ủng hộ em tới cái đoạn này rồi mà bà con có thích cái clip của em, em hy vọng là ngay tại bây giờ bà con đăng ký kênh ủng hộ em nha, cũng như tặng em xin một nút like cũng như lượt chia sẻ để cái kênh cũng như là clip nhanh chóng được phát triển và đề xuất trở lại nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con ở clip tiếp theo. Khuyến mãi 100% tất cả thẻ nạp nha, giảm giá 50% với ạc nữa. Shopee.vn. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua ạc nhớ ghé qua mua ủng hộ em nha. Bây giờ em sẽ đóng bản thông báo này lại, mua ạc tặng bà con như mọi khi ha. À, bình thường á thì mình review với bà con ở website shopee.vn là bằng bên PC, bên cái giao diện PC. Nhưng hôm nay mình sẽ không review bên đó nữa, mình sẽ review bằng điện thoại nha. Tại vì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn vô shopee.vn mua ủng hộ mình là bằng giao diện của điện thoại luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ kéo xuống nè. Thì vẫn như mọi khi thôi, sự kiện siêu hot ha. Tiếp theo sau đó là danh mục game nè. Danh mục game này là mình hay mua ạc tặng bà con nè. Ạc là giá cụ thể rõ ràng. Mình đảm bảo các bạn mua ạc ở cái mục này 100% giá ạc á, 100% ạc là thông tin trắng. Nếu như có sai mật khẩu hệ thống sẽ hoàn tiền cho bà con ngay. Thôi bây giờ mình không mua ạc ở đây nữa nha, mình sẽ mua ạc ở danh mục vòng quay. Mình sẽ mua cái ạc mệnh giá là 1 triệu tặng bà con nha. Bà con ơi, hiện tại á thì bà con mua ạc ở shopfunny.vn của mình á thì nó sẽ bị như thế này nè. Mình ấn vô mua ngay cho bà con xem thử nha. Xác nhận mua nè, mất tiền luôn rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ kéo xuống nha bà con á. Bây giờ bà con ấn vô cái chỗ là check thông tin á thì shopfunny.vn của mình nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo là như thế này: tài khoản đang được check, vui lòng đợi giây lát. Bà con đợi cho mình khoảng tầm từ 1 cho tới 5 phút nha. Nếu như tài khoản mật khẩu nó bị sai, hệ thống sẽ hoàn tiền cho bà con ngay. Nếu như bà con chờ quá lâu đi, từ 1 đến 5 phút rồi mà nó vẫn còn cái hiện bảng này và nó chưa có check thông tin được thì bà con đóng bảng thông báo lại giùm mình nha. Rồi sau đó reset cái web lại là bà con sẽ thấy mật khẩu và tài khoản nó đã được check rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống coi là cái ạc đã check thông tin xong chưa nha. Rồi xong rồi nè bà con. Đây là tài khoản nha, còn đây là mật khẩu. Mình hy vọng là bà con nào mà đã có ạc rồi thì đừng dùng cái ạc này để chơi game nha. Để cho những bạn nào mà chưa có ạc thì có cái ạc này để đi búp chơi game nha mọi người.